Phát tài núi bạn ơi. Hình dạng rất là đẹp luôn ạ. Chiều cao của cây cao khoảng tầm từ 1m2 đến 1m5 tùy cây. Và nữa là ở dưới cái phần thân của phần gốc ạ, có một cái số các cái cành lên rất là đẹp. Phát thân của cây này khoảng tầm 1, 2, 3, 4, 80 phân đến 1m ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây trậu phát tài núi rất đẹp như này thì vui lòng liên hệ thật sớm nha, một trong các số điện thoại trên màn hình ạ. Mỗi cây một cái kiểu dáng hình thù vặn vẹo khác nhau nhưng mà rất là đẹp, xinh giống như là cái cây các bạn đang nhìn ở đây này. Cây này cũng đẹp này. Cây này cũng đẹp luôn này. Đó, dáng huyền cũng đẹp.